đi công việc ở trên Epcot Farm, sẽ ghé thăm cái trang trại nuôi bò sữa mà mấy bữa mình quay cho mọi người xem đó, để mình mua kem về ăn, để mình quay cho mọi người xem họ đang dùng máy móc để họ làm cái nông trại này nè. Đó, cái anh kia anh đang dùng cái máy anh xới đất gì đó. Ở đây hồi trước mình lại xem là một vườn bắp, mà họ đã dùng máy móc, họ đã cào xới xong hết rồi. Còn phía bên kia là cái cây gì màu đỏ thì mình không rõ, không biết phải blueberry không hay cây gì đó thì mình không rõ. Mình không được phép đi vô cái vườn của người ta. Coi hôm nay họ sẽ thả mấy em gì ra đây, hai em bò ha. Ồ, hai em bò. Mỗi em bò có số luôn nha, thấy có số trên tay của em đó. Rồi bây giờ sẽ vô đây mua kem. Kem này là kem tươi, làm tại chỗ luôn. Đó, bây giờ họ dùng máy móc gì họ vô họ làm gì trong cái vườn đỏ đỏ kia kìa. Mình không có đành về nông trại. Để lấy một thùng kem 4 lít về ăn. Cái thùng này là thùng nó gồm có nhiều loại berries. Một thùng, một cái hộp kem 4 lít như thế này khoảng chừng 15 đô ca, là chưa tới 300 ngàn tiền Việt. Mấy người lớn tuổi đến ăn kem ha. Tại vì giờ này giờ đi làm mà đâu, cuối tuần may ra mới có mấy bạn trẻ. Tại người lớn tuổi đang ngồi trong nhà đó ăn kem mà mình vô là mình trẻ nhất luôn á. Rồi xin chào mọi người. Thì bữa giờ mình là khá bận, mình phải chạy lên Vancouver rồi mình chạy Epcot Farm rồi mình phải chạy qua Mỹ để mình làm một số việc, nên thành ra là mọi người thấy mình không có ra clip đều đặn như hồi trước á, là một ngày mình ra tới 1-2 clip lận. Thì hôm nay mình tranh thủ trong lúc mình đang đợi bà xã mình vô mua một số đồ thì mình sẽ mình chia sẻ với mọi người tiếp về cái vấn đề là ship hàng Mỹ. Tại vì mình có hứa với vài bạn mình nói tiếp về cái vấn đề ship hàng Mỹ. Thì mình cũng đã làm nhiều clip mình nói về cái ship hàng Mỹ rồi, gần đến 6-7 clip rồi, và cũng 4-5 clip về thẻ tín dụng rồi. Thì chắc là mọi người cũng đã nắm được làm sao để mình tận dụng tối đa cái benefit từ web cashback, từ credit card cashback, từ gift card, rồi làm sao để mở thẻ tín dụng mà còn được tiền nữa. Mở ra xài có lợi rồi, mà khi mà mở có welcome offer là được 50 đô, 100 đô hay 200 đô nữa, là mình đã làm hết tất cả clip rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chính về hai cái vấn đề này. Là có một bạn á, bạn đó ở Việt Nam, bạn đó hỏi mình á là ở bên Việt Nam thì làm sao mà có thể ship hàng Mỹ về được, có cần phải có người ở bên Mỹ hay không. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cái bạn này bạn đó nói là làm sao để mà nhận tiền được ở Việt Nam. Thì mình nghĩ là cái người thứ hai này lại là không có người thân ở Việt Nam, còn người thứ nhất lại không có người thân bên Mỹ. Thì để mình trả lời cái hỏi thứ nhất á, là thật sự á, là có khá nhiều dịch vụ mà bạn mua về đến đó là người ta sẽ đóng gói cho mình, người ta gửi về cho bạn luôn. Tuy nhiên cái phí nó sẽ không được cạnh tranh một xíu, tại vì mình phải tốn phí cho bên dịch vụ đó. Thì thật sự bạn ở Việt Nam, bạn làm qua những cái công ty đó thì vẫn được, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên để mà tốt nhất á, là bạn cần phải có người ở đây. Đó, thì bạn mới tận dụng được hết tất cả các lợi ích về thẻ tín dụng, người ta mở thẻ tín dụng người ta mới tận dụng được điều đó. Còn nếu như bạn ở Việt Nam, bạn dùng thẻ tín dụng của Việt Nam mà bị đi mua đồ ở Mỹ á, là các bạn sẽ bị mất cái tiền phí rồi, mất phí cho đổi ngoại tệ, rồi phải tốn thêm cái tiền công cho người ta nhận, người ta đóng gói, người ta gửi về nữa, thì nó sẽ không có được cái sự cạnh tranh. Cho nên cái câu hỏi thứ nhất là theo mình nghĩ là bạn khó mà làm được chuyện đó, bạn phải cần một người thân ở đây để mà người ta nhận đồ, người ta đóng gói, người ta gửi về cho mình, thì cái công mình đóng gói đó, cái người ở bên Mỹ người ta cũng sẽ lấy được cái công đó, rồi tiền ship về đúng không, cũng lấy được cái tiền ship được chút xíu, thì người ta mới có động lực người ta làm, thì hai bên đều có lợi. Đó, thì theo mình nghĩ là cái câu hỏi thứ nhất là khó được nhưng mà khó, bạn này bạn sẽ khó mà làm được cái chuyện đó. Rồi cái câu hỏi thứ hai á là cái bạn này bạn hỏi là làm sao nhận được tiền ở bên Mỹ, làm sao nhận được tiền ở Việt Nam. Thì bản thân mình nè, mình là lúc thời điểm mà mình làm ship hàng Mỹ á, cái thời gian mà đầu tiên mình làm á, là mình không có cần phải nhờ đến người thân ở Việt Nam, tại vì mình có tài khoản Vietcombank ở Việt Nam. Mình có tài khoản Vietcombank và đến bây giờ mình đi Mỹ, đi K hay mình đi bất kỳ đâu trên thế giới, mình vẫn nhận được tiền ở Việt Nam, mình vẫn chuyển khoản được. Ở Việt Nam bây giờ các ngân hàng họ chuyển khoản online hết mà, giống như mình ở bên Canada mình vẫn chuyển tiền qua lại ở Mỹ hay là Việt Nam được. Đó, tại tất cả các ngân hàng ở Việt Nam, Mỹ hay Canada là chuyển tiền ở trong nước rất là dễ, chỉ cần lên mạng chuyển là xong. Giống như ở Vietcombank đi, mình đang xài Vietcombank thì làm sao mà mình
nhận và chuyển tiền trong khi mình đang ở Mỹ hay Canada. Thì nhận thì dễ rồi, không có gì để nói. Và khi mà mình nhận á, là cái sim Việt Nam của mình cầm qua đây, mình roaming, là mình nhận được tin nhắn báo tiền vô luôn, miễn phí nha mọi người, lưu ý nha. Ở Việt Nam khi mà các bạn cầm một cái sim Việt Nam đi qua bên nước ngoài thì bạn nhận tin nhắn hoàn toàn miễn phí, chỉ khi nào mà bạn nhắn tin lại mới tốn phí thôi, hoặc là người ta gọi cho mình á, mình cầm cái điện thoại lên mình thấy một người nào đó gọi là cũng miễn phí luôn, không có tốn. Khi nào mà bạn bấm nghe hoặc là bạn bấm bận á thì mới bị tốn tiền đó. Cho nên thành ra mình cầm cái sim mà mình đăng ký ngân hàng Vietcombank của mình qua bên đây, để mỗi khi mà mình nhận tin nhắn á, là khi mà có tiền vô là mình cũng biết, mà khi mà mình chuyển tiền online á thì mình dùng cái tin nhắn đó để nhận mã để mình chuyển tiền, hoặc là mình có một cái phần mềm gọi là OTP, Vietcombank có phần mềm OTP, thì cái phần mềm đó chỉ cần đi đâu có mạng thôi là mình chuyển tiền được ở bên Việt Nam đó. Thành ra về cái vấn đề nhận tiền và chuyển tiền ở Việt Nam với nhau, rồi Mỹ với nhau và Canada với nhau á, là nó không có gì khó khăn đối với mình hết á. Mình đang ở Mỹ mình vẫn có thể chuyển tiền qua lại trong các ngân hàng Canada với nhau được, lên online chuyển thôi. Và chuyển tiền online ở Canada nó bị tốn tiền, bị tốn phí từ nửa đồng đến một đồng. Ở Việt Nam cũng bị tốn phí. Riêng ở Mỹ từ cái ngân hàng Wells Fargo, Bank of America hay Chase hay là Citibank, nói chung là mấy cái ngân hàng đó, chuyển tiền qua lại với nhau online không bị tốn phí nha. Nhưng riêng về cái thằng Mỹ á, nó lại lợi chỗ đó là chuyển tiền qua lại các ngân hàng với nhau nó không bị tốn phí. Tuy nhiên nó bị limit, một ngày được mấy ngàn thôi, thằng K đang được mấy ngàn thôi. Còn Việt Nam mình á, như Vietcombank mình á, một lần mình chuyển là được 300 triệu một ngày chuyển online á. Còn ra ngoài ngân hàng chuyển thì không có cái ngân hàng nào ở Mỹ, Việt Nam hay Canada bị limit hết. Còn nếu chuyển online á thì ngân hàng Việt Nam á, trong việc cân bằng với nhau trong chuyển khoản nội bộ á, thì được 300 triệu một lần một ngày. Còn nếu mà chuyển khoản liên ngân hàng á, từ việc cân bằng và chuyển qua việc tin qua Đông Á, qua Nam Á thì chỉ được chuyển một lần 100 triệu thôi nha. Nên thành ra đối với mình á, bản thân mình á, là mình phải có tài khoản ngân hàng ở ba đất nước Việt Nam, Mỹ, Canada để mà mình nhận tiền, để mà mình chuyển tiền, nhận và chuyển cho dù mình đang ở bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ cần có mạng thôi là mình có thể chuyển tiền được, không có vấn đề gì hết. Cho nên một người nào mà vừa có coi clip của mình là mình cũng đã biết mình là tìm khách hàng online đúng không? Tuy nhiên là bạn cần phải có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để mà nhận tiền khách đưa, chứ không có là bó tay. Bạn phải có cái tài khoản Vietcombank đó, hoặc là ngân hàng nào đó, thì Vietcombank theo mình thấy là nó mạnh nhất bây giờ. Nhiều người xài, nhiều người bán đồ online, nhiều bạn xài Vietcombank. Thì bạn phải có ngân hàng Vietcombank thì bạn ở bên Mỹ bạn vẫn làm bình thường được, bạn không cần phải người ở Việt Nam. Tại vì thông thường những cái dịch vụ mà gửi đồ bên đây á, nó có dịch vụ là gửi đến tận nhà ở Sài Gòn luôn. Còn nếu như mà gửi những thành phố khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh á thì nó sẽ cộng thêm phí, cũng ship tận nhà luôn, không vấn đề gì cả. Cho nên nếu như mà một người ở bên Mỹ á mà không có người thân ở Việt Nam nhưng mà có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam á thì vẫn có thể làm được nghề ship hàng Mỹ. Còn nếu như mà một người ở Việt Nam á không có người thân ở bên Mỹ á, làm cái nghề này được nhưng mà khó lắm, khó cạnh tranh lắm, nên thành ra có thể nói nhanh gọn là không được đi. Và cái vấn đề thứ ba mà mình muốn nói tới á, là tại vì khá nhiều bạn hỏi mình về khai thuế. Tại vì một số lượng tiền lớn như vậy, như mình là một tháng mình mua mấy chục ngàn tiền ra vô ngân hàng, rồi tiền giải thẻ tín dụng, thì mình khai thuế như thế nào? Thì thật sự nó đâu có gì khó đâu. Dù bạn bỏ ra 10.000 đô mà bạn lời 100 đô thì bạn đi khai thuế là bạn lời 100 đô đó thôi, chứ đâu có gì đâu mà khó. Bạn lời 1.000 đô thì bạn khai thuế 1.000 đô, tùy bạn. Đây là cái công việc mà không có một giấy tờ chứng minh được hết. Bạn thấy bạn lời bao nhiêu thì bạn đi khai bấy nhiêu thôi. Còn nếu muốn chi tiết nữa thì bạn cứ lại gặp cái chuyên viên tư vấn về thuế, họ sẽ trả lời bạn về vấn đề đó, nó không có gì khó khăn cả. Đâu phải là tự nhiên một tháng bạn ra 50.000 đô, bạn mua 50.000 đô là bạn phải đóng thuế 50.000 đô. Không phải, thuế là nó đóng dựa trên cái tiền lời của bạn. Bạn bỏ ra 50.000 đô mà buồn bạn lỗ thì sao? Thì bạn có đâu đóng thuế. Còn nếu mà bạn bỏ ra 50.000 đô mà bạn lời được 1.000, 2.000, 3.000 thì bạn khai thôi. Còn như thế nào đó là mình không có muốn tư vấn cụ thể về thuế. Tại như mọi người biết rồi á, những người ở Canada, Mỹ sẽ biết, những người mà muốn được tư vấn về cái vấn đề nào đó phải là một người có bằng cấp đàng hoàng. Thì mình nói rồi, các bạn cứ ra thuế, các bạn hỏi thôi. Mà mình chỉ nói nhanh với mọi người là như thế này, là các bạn bỏ ra 10.000 đô, 50.000 đô để mua đồ thì bạn lời như thế nào là bạn khai thôi. Ví dụ như bạn lời 1.000 thì bạn đi khai 1.000, rồi bạn đóng thuế bao nhiêu phần trăm đó cho 1.000 thôi, nó đâu có gì đâu mà phức tạp. Nên có rất nhiều bạn thắc mắc về thuế, mình thấy nó không có gì vấn đề gì ở thuế hết. Thuế là khi nào mà bạn làm, bạn lời bao nhiêu thì bạn đóng trên cái phần trăm lời đó. Rồi nó dựa theo những cái tiền mà bạn phải thu chi như thế nào, bạn phải tốn nhiều tiền xăng, tiền cộ, rồi bạn chạy ra, bạn ship đồ thì bạn vẫn claim được vô đó. Tại vì đó là một cái business. Thì nói chung mà về thuế nó rất là dài, bây giờ mình không thể nào mà mình nói chi tiết được. Mà nó cũng rất là đơn giản, không có gì khó. Mọi người đi khai thuế là cứ hỏi cái người làm thuế, họ sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể. Thì sau nhiều clip mà mình chia sẻ về ship hàng Mỹ và thẻ tín dụng thì mình nghĩ là mọi người cũng đã nắm rõ về cái nghề này rồi.
đó, thì mọi người cứ làm đi, cứ làm đi, nó sẽ ra đường. À, có một cái cách thức mà chuyển tiền qua ở bên đây nữa, giống như đợt trước mình nói á, là nhờ một người ở bên đây đúng không, họ đang cần gửi tiền đô về, thì mình là người đứng giữa, mình là người trung gian. Cũng có một người muốn chuyển từ Việt Nam qua bên đây, là mình đó, mình muốn chuyển từ Việt Nam qua, thì mình connect lại với nhau thôi. Nếu như mình thích thì mình lấy thêm cái tiền phí của cái người gửi 1.000-2.000 đô đó về nữa. Thì thông thường mình lấy 1.000 đô mình lấy chỉ 5 đô tiền phí thôi đó, thì bạn lại được thêm cái tiền gửi 1.000 đô về, mình lại được có tiền nữa mà mình không phải chuyển 1.000 đô từ Việt Nam qua, đúng không? Nó rất là nhiều cách. Còn một cái cách khác nữa là dùng PayPal. Là ở trên thị trường có rất nhiều bạn bán cái tiền PayPal, mình dùng tiền PayPal đó mình có thể mua được, ví dụ như tỷ giá đô là 23-24 đúng không, thì thông thường PayPal họ chỉ bán khoảng chừng trên dưới 22 thôi. Và dùng cái phần thức hình thức thanh toán qua Payoneer, qua cái website này, nói chung là rất nhiều cách. Tại vì những bạn nào mà để từng kiếm tiền online thì sẽ hiểu như mình nói. Bây giờ mà mình mà nói ra thêm cái hình thức khác như PayPal và Payoneer nữa là mọi người sẽ rất là rối. Nên mọi người cứ làm cơ bản trước được đã, xong những cái cơ bản có khách, có được cái lợi nhuận đã rồi hãy tính tiếp. Chứ bây giờ mà mình nói thêm được những hình thức khác để mà chuyển tiền qua lại nữa là nó rối nữa. Dạ rồi, thì mọi người cứ làm đi rồi nó sẽ ra đường thôi. Nếu như mà mọi người nào, nếu như mà bạn nào đang ở bên Mỹ thật sự là nghiêm túc với cái nghề đó, có lợi thế nhất định là ở Cali, San Jose hoặc là quận Cam, có người thân ở Việt Nam cũng đang muốn nhập hàng Mỹ về bán, thì nên kết hợp với nhau làm từ từ đi, nó sẽ ra thôi. Một tháng đầu mình có thể mua 1.000-2.000, tháng sau có thể lên 10.000, tháng sau nữa có thể lên 50.000, chả biết được. Cứ làm đi, nhiều khi mọi người còn làm còn lớn hơn mình nữa sao. Tại vì bản thân mình á là mình không thích tập trung vào một nghề, bản thân mình là mình thích làm nhiều nghề. Tại vì lỡ cái nghề này không được mình còn có nghề khác mình backup chứ. Tại mình không có đi làm cho một cái công ty nào hết, nên thành ra là mình phải tạo cho mình nhiều nghề. Và mình thích như vậy tại vì mình không có muốn một cái nghề nào đó mỗi ngày nó cứ đập đi đập lại. Cái tính của mình là mình thích cái sự thử thách, mà mình thích cái sự đổi mới. Đó, nên thành ra cái riêng cái nghề ship hàng Mỹ này là mình đã dừng rồi, mình không có nhận thêm khách mới nữa để mình có thời gian mình tập trung những cái chuyện khác. Dạ rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở clip sau.